VTC16 xin nghe. Cô chị làm ơn cho em hỏi về lĩnh vực nông nghiệp không được cây trồng của chị. Dạ vâng, xin chào khán giả. Khán giả đang được kết nối máy trực tiếp với chuyên gia trồng trọt Đinh Văn Đức ạ. Mời khán giả giới thiệu họ tên của mình và đặt câu hỏi ạ. Alo. Chúng tôi đang nghe đây, anh cứ nói đi. Alo, dạ bác ạ. À, em bây giờ em có một vườn chanh dây mà nói chung lứa thứ nhất với thứ hai ra hoa rất là đều. Mà lứa thứ ba này á thì nó dây rất là sung á, lại không có hoa. Là nhờ bên chuyên gia chỉ giúp em đi cách để mình thử. Vâng, theo cái cách nói theo cái mô tả của anh thì tôi cho như thế này, cái thứ nhất cái vườn dây đợt hoa thứ nhất thì ra rất là nhiều, rất đều phải không nào? Đợt thứ hai cũng như thế, nhưng mà đến bây giờ thì nó lại không ra hoa nữa, mà cây sinh trưởng khá tốt phải không anh? Vâng, thế thì đây là do vấn đề, tức là chúng ta biết, tức là sau mỗi đợt cây ra hoa như vậy thì anh có bón phân cho nó, nhưng mà chắc chắn là anh đã bón cái phân có cái hàm lượng đạm tương đối cao, cho nên là làm cho cây sinh trưởng quá mạnh. Cây sinh trưởng quá mạnh thì nó sẽ ức chế phát triển, cho nên là nó sẽ không ra hoa. Vì vì thế cho nên để khắc phục hiện tượng này thì anh cần phải chú ý thế này này. Thứ nhất, tức là chúng ta phải sau mỗi một vụ thu hoạch xong, chúng ta phải chú ý cắt tỉa tạo tán để làm sao cho cái tán cây nó thông thoáng, tức là đừng cho dây nọ nó mọc đè lên dây kia, nó bò đè lên dây kia, nó phải, hoặc là chúng ta phải bắt các dây để cho nó bò dàn đều trên tán cây, trên dàn, chứ đừng để cho nó là đè lên nhau. Nếu nó đè lên nhau nhiều như thế là nó quá tùm lên, nó cũng che khuất ánh sáng phân như nhau và dẫn đến hiện tượng, tức là nó sẽ ra hoa rất là ít hoặc là nó không ra hoa. Việc thứ nhất. Việc thứ hai nữa là chúng ta phải bón phân đi khi mà muốn vào cái thời kỳ phục hồi cây, thì chúng ta có thể là dùng cái phân có hàm lượng cao chúng ta bón được rồi, nhưng đến khi trước vào thời điểm cây cần cho nó ra hoa thì chúng ta lại phải sử dụng cái loại phân có hàm lượng đạm thấp, lân và kali cao để chúng ta bón. Tức là cái phân này người ta gọi là phân sử dụng cho bón thúc. Đấy, thế thì chúng ta bón lúc này, chúng ta bón, hoặc là nếu mà chúng ta dùng phân đơn thì chúng ta bón đạm ít thôi, nhưng bón lân và kali nhiều lên, cao lên. Thì như thế sẽ giúp cho cây nó sẽ phân hóa mầm hoa và nó ra hoa tốt hơn. Ra hoa tốt hơn và đậu quả tốt hơn. Nên vì thế cho nên đây là tất cả là đều là vấn đề kỹ thuật chăm sóc của chúng ta cả. Cho nên là phải nắm được cái quá trình lúc nào cần sinh trưởng, người ta phải dinh dưỡng, tức là nó cần tạo ra số cành lá là các thứ các tiền, lúc bây giờ chúng ta mới dùng cái loại phân người ta gọi là phân bón lót để người ta bón. Còn đến thời kỳ nó cần ra sinh trưởng sinh thực, tức là ra hoa và kết trái, thì lúc này chúng ta phải chuyển sang dùng cái loại phân, tức là bón thúc, tức là lúc này là phân bón thúc là phân có hàm lượng đạm thấp, lân và kali cao, và thêm cả một số nguyên tố hoa trung và vi lượng khác nữa. Ngoài ra thì thậm chí tức là có một số phân người ta cũng đưa cả những cái chất giúp cho cái quá trình phân hóa mầm hoa của cây tốt hơn. Vì thế cho nên là cây sẽ giúp cho cây nó ra hoa được tốt hơn. Hỏi của khán giả Dương Xuân Trường có số điện thoại là 0974, 3 số cuối là 973 đến từ Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang. Có gửi câu hỏi về chương trình với nội dung như sau. Tôi có trồng 50 cây bưởi được 1 năm tuổi, đang ra lá, có biểu hiện là nhiều lá bị vàng, lá có đốm màu vàng nhỏ, rụng nhiều lá, ngoài ra không có hiện tượng nào khác. Cây đã bị hiện tượng trên khoảng 1 tháng nay, xin hỏi chuyên gia nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Chào vâng, thưa anh Trường, qua mô tả của anh thì tôi cho, tức là cái bưởi nhà anh là bị nhiễm cái bệnh loét rồi. Bệnh loét này cho nên nó thành có rất nhiều đốm vàng, bởi vì nếu mà nó chỉ có đốm vàng không mà nó không gây rụng lá, hoặc nó gây rất ít rụng lá thì nó mới có thể là do vấn đề khác, nhưng mà đây nó lại gây rụng lá rất là nhiều. Đấy, lá rụng nhiều như vậy thì rõ ràng tức là đây là bệnh loét rồi, bệnh này là do vi khuẩn nó gây ra. Còn tất nhiên rằng là trong đó cây bưởi nhà anh cũng bị một phần, tức là thiếu một số các nguyên tố dinh dưỡng trung và vi lượng nữa. Để vì thế cho nên là để kết hợp để mà khắc phục hiện tượng này thì anh phải cần để thực hiện tốt những cái việc như sau. Cái thứ nhất, tức là trong quá trình chăm sóc cho cây, bón phân cho cây thì chúng ta nên chú ý, tức là bón đầy đủ và cân đối các loại phân bón cho cây.
chúng ta phải chọn các loại phân. Nếu mà là phân hỗn hợp NPK thì chúng ta phải dùng cái loại NPK cộng TE, tức là nó có cả nguyên tố trung lượng và vi lượng để chúng ta bón cho cây. Rồi kết hợp với là hàng năm là chúng ta phải bón phân chuồng hoai mục, bón phân chuồng hoai mục cho cây. Còn nếu không có phân chuồng thì chúng ta có thể là mua cái phân hữu cơ sinh học của phân hữu cơ khoáng hoặc phân hữu cơ vi sinh ở ngoài các cửa hàng phân bón về chúng ta bón cho cây. Chúng ta tăng cường cái chất hữu cơ người cho đất. Thế sau rồi còn thì ngoài ra nữa thì vào mỗi một đợt lọc của cây, trước khi lọc ra rồi sau khi lọc dài khoảng 7-10 cm thì anh có thể sử dụng một trong các loại phân bón lá mà có dầu các nguyên tố dinh dưỡng trung lượng và vi lượng nữa để chúng ta phun bổ sung cho cây. Như thế thì chúng ta sẽ giúp cho cây nó sinh trưởng phát triển khỏe. Mà khi nó sinh trưởng phát triển khỏe như vậy thì nó cũng sẽ góp phần mà nó sẽ giảm bớt cái điều kiện, tức là bệnh nó phát triển. Còn thứ hai nữa là khi mà thấy bệnh nó xuất hiện như vậy thì bây giờ anh cần phải thu nhặt hết toàn bộ các lá nó đã rụng ở trên mặt đất, rụng trên đất. Thứ hai nữa là những lá mà bị bệnh nặng ở trên cây, bởi vì trước sau là nó cũng sẽ rụng. Nếu mà anh không thu thì rồi nó cũng sẽ rụng. Vì thế cho nên những cái lá mà đã bị bệnh còn ở trên cây và những cái lá đã rụng trên mặt đất này anh phải thu nhặt cho bằng hết. Chúng ta đưa ra bên ngoài, chúng ta tiêu hủy. Xong đó thì anh sử dụng một trong các loại thuốc trừ bệnh có gốc, tức là gentamicin sulfate cộng với oxytetracycline hydrochloride, hoặc là các thuốc gốc đồng, hoặc là các thuốc gốc copper oxychloride, đây cũng là copper oxychloride làm gốc đồng cộng với lại streptomycin, streptomycin cũng là phân, hoặc là thuốc gốc casugamycin, hoặc là thuốc gốc pismethiazone, vân vân. Một trong các thuốc như vậy chúng ta pha theo nồng độ khuyến cáo trên bao bì và chúng ta phải phun định kỳ cho cây, bởi vì cái thuốc này không thể, vì đối bệnh vi khuẩn là bệnh rất khó trừ, cho nên là chúng ta phun có một lần đến hai là không có giải quyết được, cho nên chúng ta phải phun định kỳ từ 7 đến 10 ngày một lần cho cây, và phải phun ít nhất là từ 3 lần trở lên thì mới có tác dụng. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ phun có một lần xong rồi chúng ta ngừng lại đó thì hầu như là cái việc phun của chúng ta là không có tác dụng. Cho nên anh phải hết sức chú ý đối với bệnh vi khuẩn là như vậy.